ơi, chúng ta thường hay nghe cái câu á, nhà sập thì mát, bát sập ngon cơm, đúng không? Nhưng mà hôm nay chúng ta có một cái câu khác đây các bạn. Bát sập không nói, nhưng mà đối với những cái đôi đũa thiên nhiên như thế này á, thì trời ơi, không những á là ngon cơm luôn á, mà chắc có thể là có ai đó vừa ăn vừa khóc luôn không chừng á. Bây giờ các bạn biết tại sao mà vừa ăn vừa khóc không? Và bọn Phở sẽ nói cho các bạn nghe. Đây là những cái đôi đũa, các bạn thấy không? Đó, đôi đũa này á chỉ có ở quê hương của bà bán phở thôi nha, Hàm Tân, La Di, Bình Thuận đó các bạn. Tại sao bà bán phở dám khẳng định như vậy luôn? Dù các bạn mua ở nơi nào trên thế giới này thì bà bán phở cũng đảm bảo rằng là made in Hàm Tân, La Di, quê của bà bán phở, hoàn toàn không có bất cứ một hóa chất phụ gia nào, rất rất là thiên nhiên. Và một điều rất rất là đặc biệt nữa, các bạn biết không, đôi đũa này á nó không đơn giản đâu. Cái cây của nó sống hả, bây giờ bà bán phở nói thì nó lộ ra nhiều cái điều sẽ bất ngờ, nhưng mà hả, thôi các bạn hãy xem cái video này các bạn nha, để coi cái đũa này nó làm từ cái cây gì và nó trải qua bao nhiêu công đoạn thì chúng ta mới được những đôi đũa quá là tuyệt vời như thế này. Câu hỏi đầu tiên đó chính là cái đũa này làm được từ cái nguyên liệu gì, đúng không các bạn? Đây, bà bán phở sẽ dẫn các bạn đi xem cái cây lá buông mà để làm được cái đũa này là như thế nào, hay còn gọi là cây kè các bạn nha. Người đi khai thác mép mà trúng được một bụi là mừng rồi. Ồ, nếu mà ai đi khai thác mà mép mà để làm đũa là thấy cái này rất là mừng, đúng không? Là bao nhiêu đũa, nếu mà cái cây này khai thác mình về mình làm được bao nhiêu đũa em? Phải được 300 đô á. Độ đã ha. Hiểu rồi, bữa giờ Nghĩa nói mà chị không hiểu. Có nghĩa là những cái lá khô, cái cành khô này là lúc mà người ta đốt rừng á là nó cháy hết rồi, nó không còn cái mép để mà chúng ta làm đũa nữa, cho nên là chúng ta phải nhập từ Campuchia về là vậy. Đây, cái này là cái mép nó đây, giờ những cái này là mép này mới làm đũa được nè. Cái dạ. mép là sao? Chứ không phải nguyên một cái tàu nó hả? Đây. Nguyên cái tàu nó đây. Ờ à, sao gọi là nguyên cái mép? Cái tàu của nó là nguyên cái cọng này, cái gông, cái kêu cái à, thường thường là em kêu cái gông. Mà cái mép nó là nằm hai bên cái gông á. À. Cái cọng hai bên mà cái mà có ăn cây. Chai này, cái tàu xanh chị thấy cái con xanh, cái con xanh á. À. Hai bên màu đen á là cái mép. Cái đen mới làm đũa được. Cái màu đen nó mới làm đũa được, mà nó già nó khô rồi mới chắc này. Chắc nó. Như vậy còn cái phần chính giữa màu xanh là thì sao? Nó, là bỏ nó, hả? À, không lấy được. Cái phí quá vậy? Tại nó lá bọng xốp giống như cây dừa, thân cây dừa vậy đó. Nó mềm eo à. Ô vậy hả? Nó tự vậy biết bao nhiêu cây nó mới tạo ra được cái đôi đũa đó? Phí quá hả? Muốn nên biết bao nhiêu cây? Chặt xuống nó khô là nó cứng, cũng có độ tốt nhưng không bằng cái này. À, cái này nó già. Đây, cái cây này làm cái mép này là làm đũa tốt đấy hả? Dạ. Là cái này là già, cái màu xanh chắc lắm. Sao mà ấy được nó? Ồ, đó là người ta chặt cái này về. Dạ. Rồi người ta làm đũa là đây. Nhìn nó đó. Ồ, wow. Chặt lắm. Đó rồi về người ta cưa, người ta khúc người ta đè ấy ra. Ồ. Như vậy là bỏ phí quá ha. Mấy hay là người ta đợi khô như vậy người ta mới chặt chứ. Chứ đâu phải là chặt cái cây tươi như vậy rồi bỏ chính giữa được. Ờ, thì giống như mấy cái này nè, đó. Người ta chặt, lấy được đoạn nào lấy. Cái này lấy cũng không được, cái này là hết rồi. Như cái này thì dài người ta chặt cái này thôi. Còn dưới này là cũng làm đũa được nhưng mà nó sớ nhiều. Nó không có độ suông, người ta không làm cực, người ta không lấy. Người lấy từ đây thôi nè. Vậy người ta chặt luôn cái tàu hay là người ta chặt hai bên thôi? Chặt hai bên mà. Ôi chặt hai bên thôi hả? Ừ. Vui vậy? Ừ. Bởi vậy nó có cái ghép dài vậy nè. Mà rừng Campuchia mới còn mát này. Tại vì rừng không bị cháy. Còn rừng ở Việt Nam thì nó cháy hết. Hay quá ha. Nó sẽ mất đi đâu, cái mép này. Em chặt thử người ta chặt cái khai thác đem về là chặt làm sao? Như cái đó đó hả? Ai là chặt mấy cái lá rồi vậy? Cái này là bữa em chặt, em chút cọng. Lấy cọng á hả? Em lấy cái cọng xanh đó. Rồi em lên cái này không có. Này nó cây này nó rớt xuống vậy là làm sao? Cái đó là người ta chặt bóp á, người ta giục á. Cái mép này không đủ độ già để lấy. À đó, vậy hả? Tì là hay chi thôi, em kêu nó không đủ độ dài nhưng mà ngoài nó bằng cứng luôn chứ. Cái mép nó bằng cứng nè. Nhưng mà trong nó bọng này đó đó. Nhưng mà nhiều người ta đi rừng không có, người ta móp người ta vẫn lấy được. Nhưng về cái đũa mình xài không dùng chất lượng, nó sẽ hư. Nó vẫn có độ chắc nè.
Trời ơi, cái mép thôi đó trời, mới làm được đôi đũa. Đó, các bạn thấy không? Chỉ cái mép thôi các bạn nha, chứ không phải nguyên một cái tàu cộng đâu. Cái mép mới làm được cái đôi đũa. Trời ơi, biết bao nhiêu cây cọ chúng ta mới có được những đôi đũa mung đẹp như vậy các bạn ha. Thật là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Đó, cây lá cọ này. Bây giờ mình chặt làm sao em? Mình chặt nó dễ này, khỏe. Mà tại sao có cái mép khô sẵn như vậy? Tại vì nó già, và những cái phần dưới nó hư. Trời, còn cái mép không bao giờ hư được á, không mục luôn. Ủa vậy hả? Bây giờ nó già. Mình xài 10 năm không hư là chỗ đó là nhờ cái mép nó độ bền nó chắc vậy đó. Đôi đũa nhà em hồi nãy ăn là xài 10 năm đó. Là dù là cái lá nó hư, cái mép nó vẫn còn đó. Dạ. Rồi cái mình sống nó hư là cái gông này nó hư. Cái này đó. Khô nó mục lên, chị thấy không? Nó khô, nó già, nó khô, nó mục từ từ nó mục cái này thôi. Phần này thôi chứ phần này không bao giờ mục. Phần mép nó không bao giờ mục. Mối còn ăn được mà. Trời ơi. Mối nó đâu ăn cái này đâu. Nó ăn phần này thôi này, nó không bao giờ ăn được cái phần này, nó chắc lắm. Nó chắc đến độ mà mối không ăn được đó ha. Dạ, đây cái mép này. Đây các bạn nhìn nè. Cái mép này cái cây là nó mục rồi các bạn thấy nó hư rồi đúng không? Hư rồi mà cái mép này vẫn xài chắc. Đó, cái mép nó vẫn không hư cho nên người ta chỉ cần lấy những cái mép này về nè. Là người ta làm đũa được nè. Ôi quá hay không? Cái này nè. Đó các bạn nhìn nè, đó. Đó. Nó hư rồi các bạn thấy không? Nhưng mà cái mép nó đâu có hư đâu. Trời ơi, bây giờ bố mới hiểu đúng luôn á, mép cái thân lá mép của cái lá cọ hay mép của gì ta? Mép của cây kè. Mép của cây kè, cây lá buông. Đúng không? Bây giờ là chúng ta đã hiểu được á, là cái nguyên liệu để làm lên những cái đôi đũa đó như thế nào rồi các bạn ha. Đó chính là những cái mép cây. Mép của cái lá kè. Đúng không em? Đúng rồi là mép của lá kè hả? Mép của cọng lá kè chứ. Mép cây kè á, mà nó là người ta hiểu rồi. Đó là mép cây kè, người dân địa phương người ta gọi là mép cây kè là hiểu thôi. Nhưng mà nếu mà nói mép cây kè á thì bà bóng phở thấy chưa có hình dung được lắm. Mà đó là mép của cái sóng lá kè lá buông đúng không các bạn? Đó. Cộng đó. Các bạn còn có nhớ cái bài hát là rừng lá thấp không? Để bà bóng phở sẽ đọc cái lời để các bạn biết. Trời ơi, bà bóng phở lại thêm một bất ngờ nữa đúng không bà bóng phở? Đó là có một bài hát về rừng lá thấp, cái lời của nó chính là cái bài hát về cái rừng lá buông quê hương bà bóng phở đó các bạn. Cây này cao cỡ hơn 5 mét rồi em hả? Cao trên nó tính thì cái đọt nó xuống hơn chứ. Là mấy mét? Mấy mét? Chục mét luôn á hả? Ủa nó có cái đọt không em? Đó cái đọt giữa hai búp thôi đó. Bụi này được hai cái luôn đó. Ồ cây này được hai búp luôn hả? Dạ nó không tổ thì hai cái, nhưng không ai chặt này hai cái. Ồ. Nè đúng rồi, hai búp các bạn có thấy không ta? Đây nè. Hai cái búp đó các bạn. Cái búp nó nhọn lên đó. Ồ. Mà sao không ai chặt thì em? Người ta không cho hả? Người ta để ra làm kiển hả? Tại có nhà người ta nên người ta không chặt. Người ta không có xài. Ừ, nhà này không có xài ha. Đó các bạn biết không? Đó, các bạn thấy nó còn y không? Trong rừng bữa chúng ta đi chúng ta đâu có thấy cái rừng cái nào to được như vậy đúng không? Dạ. Bạn nãy giờ biết các bạn có nghe rõ lời Nghĩa nói không? Có nghĩa là chúng ta vô rừng chúng ta không có thấy được những cái bụi to như thế này. Đó là do là người ta chủ động đốt rừng để bảo vệ rừng á các bạn. Khi mà đốt rừng chủ động á thì nó chỉ cháy cái tầng lá thấp ở dưới thôi, nó không có cháy hết cái rừng. Thì một năm ta đốt mấy lần như vậy luôn. Thì khi mà đốt rừng như vậy thì những cái này nó cháy hết các bạn, nó khô mà. Thì nó lại cháy hết. Rồi những nó không có cái bụi to ra, chứ còn cái bụi to đó. Cái này á là cái đường kính của cái này chắc nó phải hơn 2 mét các bạn ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi về cái bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại để xem cái cách làm đũa nó như thế nào đúng không các bạn? Đó là chỉ là phần nguyên liệu thôi. Đây chỉ là phần nguyên liệu thôi. Và các bạn xem người ta sẽ làm đũa như thế nào. Một trong những cái sản phẩm đũa hoàn toàn không có bất cứ hóa chất phụ gia nào luôn, cho nên nó rất hợp với style của bà bóng phở. Đũa Tây Bắc thì nó có màu này màu đỏ đúng không các bạn? Có nhiều màu, người ta nhuộm bằng cái lá cũng rất là thiên nhiên. Như các bạn xem trong các video trước trong năm ngoái thì các bạn đã thấy rồi. Còn bây giờ bà bóng phở sẽ cho các bạn thấy thêm một cái đũa này nữa. Đó là một trong những cái sản phẩm mà bà bóng phở có bán luôn các bạn nha. Đồng Hương Bình Tuy ơi, hãy mua đũa bà bóng phở bán nha. Đũa cây kè hay là đũa lá buông hoặc là đũa kè đó. Đây những cái gì đó, lá kè, cái gì cây gồng nè các bạn thấy không? À cây le nè. Đó nè, nó rớt xuống rồi các bạn. Đó những cái này là đó, đũa kè là cái mép này nè các bạn thấy rồi đó, chắc lắm nè.
đó các bạn thấy không? Cả năm mấy là mà không mục nữa. Ghê không? Nó chắc vậy đó. Đó, đó các bạn thấy không? Ôi, 7 thằng công lục của bà bóng phở luôn. Đó, đó. Đó, rồi. Okay, cái này là xuống. Lâu lắm rồi mà không mục, không gãy đó. Cái này nó lâu là cỡ bao nhiêu lâu em? Cái này là gần 2 năm rồi đó. 2 năm, trời nó rụng 2 năm rồi đó hả? Wow. Mà sao nó cứ thui đó. Đây là những cái mép dài rồi người ta cưa ra. Đó, các bạn thấy không? Nó chỉ đúng cái mép này thôi là các bạn. Đúng cứ cái mép, mình gọi là mép là vậy đó. Nó rì cái mép ha. Như có 2 cái mép. Dạ, con mới đi con mới hiểu á. Nhưng mà tàu dừa thì nó không có răng cưa. Dạ. Mà cái mép buông á là nó có răng cưa. Dạ. Chừng nào mà cái này nó đen lên nè. Dạ. Cái tuổi đời của nó là phải 60 năm trở lên mới lấy đũa được. Còn cái này là cái phần người bỏ nè. Ồ. Cái phần này gọi là non, nó chưa có đen. Chưa đen, phải đen như vậy mới lấy đũa được. Ồ. Như vậy là cái này lấy được có 1 chiếc thôi. Wow. Ủa, cái này bỏ hả chú? Bỏ làm dăm. Làm dăm gì? Để chất đốt á. Trời ơi. Được lắm. Đó, còn lấy cái mỏng này con bỏ nè, đâu có lấy chiếc đũa được, đúng không? Các bạn thấy không nè? Đó. Đâu có lấy chiếc đũa được. Xác chưa chứ? Là phải lấy cỡ coi đó. 8 phần. Vậy là cái này được làm có 1 chiếc đũa mà 8 ly được có 1 chiếc đũa. Một chiếc, còn cái phần này á, là nó còn non cho nên chúng ta phải bỏ đi nè. Các bạn thấy không? Bạn thấy nè. Đó, cái phần này nó còn non chúng ta phải bỏ đi. Còn cái này cái mép nó nhỏ quá, nó không đủ làm chiếc đũa. Thì cái chỉ làm được 1 chiếc mà thôi. Wow. Chú ơi, cái này là bao nhiêu năm thì cái cây này nó sống bao nhiêu năm thì mình mới thu hoạch được cái này nó mới đủ độ già hả chú? 60 năm mới làm được. Wow, trời ơi, bà bóng phở trẻ hơn cái này nhiều lắm một nha. Một đời người á. Một đời người thì mới làm được 1 chiếc đũa ra, mới đủ để làm đũa hả chú? Lọc ra nó chắc như vậy nè. Là xài vĩnh viễn luôn. Wow. Con tái sử dụng nhiều lần. Là rồi. Cái này là đem về, bỏ cái gai, cưa ra dày xong bắt đầu chẻ tiếp cái này. Thì mình chẻ bằng máy hay bằng tay ạ? Bằng tay. Cái này chẻ bằng tay. Đặc biệt có cái là có nghĩa là bỏ cái phần này. Bỏ cái phần này. Bỏ hai bên lấy được cái này. Rồi xong đó thì rồi mới là vô cái công đoạn máy tiếp theo. Giót cho nó tròn. Giót cho nó tròn. Giót cho nó tròn xong rồi mới là cho nó một đầu nhỏ, một đầu lớn. Là vo đầu. Mà cái này là ra thành phẩm hả chú? Chưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
biệt được cái đầu ăn với lại cái đầu không ăn. Còn tiếp theo một đoạn nữa các bạn, chưa hết đâu. Thì bây nó giờ khác theo yêu cầu của người ta là mình muốn cho nó bóng bẫy lên sáng, thì phải đánh bóng nhưng mà trong đó có dầu nữa, có dầu bóng. Dạ. Còn nếu không là không đánh bóng là nó mọc mạc thôi như hồi xưa đúng không ạ? Đúng là loại mọc. Dạ. Đi qua này chú coi. Dạ, cảm ơn chú. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi theo công đoạn tiếp theo các bạn nha. Đầu tiên là khi mà cái cây dài đem về các bạn ha. Đó là người ta cưa khúc ra. Đây. Đó, cưa theo cái độ dài mình mong muốn được các bạn. Đó, người ta có một cái gì đó. Dạ, có cái kích cỡ sẵn rồi. Đó. Con đẩy vô đây là vừa thích nè, thấy không? Đó. Đó. Khi mà ấy là con phải tề đầu cho nó bằng đi cái đã. Rồi con mới đẩy vô đây. Dạ, một cái đầu nó phải bằng. Mới bằng một đầu nó mới không bị so le đũa. Có phải là cái máy này đánh bóng, cái thùng đánh bóng. Dạ. Đánh bóng hả chú? Đánh bóng nè. Còn cái máy nào là cái máy có đũa sẵn nè. Đây. Đánh bóng, đẹp quá đi. Đánh bóng, còn cái máy nào là máy chà nhám hả? Đánh bóng nè các bạn. Đó, chỉ còn bỏ một xíu dầu vô. Đánh bóng. Cái này mình làm là làm thủ công thôi, chứ nếu mà dây chuyền công nghiệp là không có tay chân trong này. Dạ. Cái phần mà cưa chẻ đó là mình phải tay chân chứ không là dây chuyền công nghiệp mà mình sang. Dạ. Đôi lúc nhưng cái gỗ này giá trị của nó cái loại gỗ này nó đâu có đồng nhất được đúng không ạ? Cái gỗ này là cái gỗ dụng, con không thể làm dây chuyền công nghiệp suốt được. Cái thủ công nó mới có cái giá trị của nó các bạn ha. Giá trị của thủ công là nó cao hơn. Dạ. Dạ, các bạn thấy không? Nó ra rất là nhiều loại chứ không phải là một loại đâu, cho nên là đũa này nó cũng có rất là nhiều loại và nhiều giá các bạn. Còn khi mà bà bán phở bán thì bà bán phở lựa cái loại chuẩn nhất, tốt nhất mà cô gọi là cái loại đặc biệt đó các bạn. Đó, chứ chúng ta đó là cái đánh bóng đó nè. Đây là đánh bóng, đây là cái khâu cuối cùng ra thành phẩm mà đũa bà bán phở bán thì không qua khâu này. Cái đó là thành phẩm rồi đó. Còn cái này là đũa xịn chú mày đầu nè. Dạ. Mày đầu nhưng mà nó còn nhám đúng không? Bây giờ là tao mở tao chị láng cho tụi bay coi rồi bay quay luôn đi. Dạ, cảm ơn chú nhiều ạ. Ôi, mừng quá. Chúng ta sắp được mày láng rồi, chú rất là nhiệt tình dù hôm nay là chủ nhật thợ nghỉ rồi các bạn. À, mình cho nó vô đó hả chú? Ừ. Sẽ không cần qua cái công đoạn này. Để bà bán phở thích mộc mạc thiên nhiên như thế này thôi. Tức là các bạn cũng thích đúng không? Bà bán phở chỉ bán loại này thôi các nhưng bạn nha. Đặc biệt có cái là cái loại gỗ này con càng xài thì nó càng đen lên. À, đúng chính xác.
Tôi thấy cái đũa hồi nãy con ăn ở nhà kia nó kêu nó xài 10 năm rồi mà nó đen mung hơn. Ừ, nó như mung vậy đó. Dạ. Là thấy thấy nó đen. Mộc mạc như thế này nha, nhưng mà xài chừng con rửa chừng 10 nước là nó đen hun lên. Chỉ cần 10 nước thôi các bạn. Mà các bạn nhớ nha, khi bỏ vô nó không nổi lên như đũa tre. Đúng, đũa vòng mà nó lại chìm xuống nha. Đúng, các bạn nhớ lời chú nói nha. Mình đánh tốn một lần vậy là mấy cả ngàn đôi hả chú? Wow. Có ai mê không? Có ai thích không? Cho bà bón phở là bón phở thích lắm rồi đó. Cỡ 2.500 đôi. Ồ, một lần mình đánh một lần được 2.500 đôi hả chú? Một thùng như vậy. Dạ. Yeah. Mấy phút xong à? Một tiếng rưỡi. Một tiếng rưỡi. Sao lâu dữ vậy ạ? Dạ, cảm ơn chú. Chú, cái nguồn nguyên liệu thì ở đâu chú hả? Hồi cách đây khoảng 20 năm á, thì rừng Hàm Tân, tức là tỉnh Bình Thuận á, huyện Hàm Tân á, là nhiều lắm. Dạ. Từ cái lúc mà những cái nông trường mà nó khai thác trắng rừng để mà trồng cao su á, là không còn nữa. Bây giờ là phải chạy qua dùng cửa khẩu biên giới Việt Miên là mới có. Cái này mua từ Miên về đó. Wow. Tại nó tới 60 năm mà. Cái nguồn nguyên liệu này bên Miên nó cũng còn, nhưng mà làm cũng mấy chục năm nay rồi, mình mua cũng mấy chục năm nay rồi, cũng sắp cạn kiệt rồi. Vì cái đời sống của nó là không phải như đời sống của cây tre. Có nghĩa là cây tre con chặt ở đằng trước là nó lên đằng sau, đúng không? Dạ. Còn cái này khi mà mình lấy đũa rồi là nó tiêu luôn. Nó không nảy con như cây chuối, mà nó từ cái quả của nó rụng xuống rồi nó mới lên cây con. Thì con nghĩ là từ cây con, một cái hạt mà nó lên thành một cái cây trưởng thành để mình lấy đũa được là phải 60 năm. Một đời người mình rồi còn gì nữa. Điển hình cái là những cây buông từ con từ hồi mới giải phóng tới nay là 40 năm rồi. Dạ. Vẫn chưa lấy đũa được. Dạ. Bởi vì cái độ đen của cái mép buông là nó không có. Dạ. Độ lớn. Dạ. Nó chỉ có bằng ngón tay thì làm sao mà con lấy đũa được. Phải ít ra cũng phải cỡ này. Đúng dạ. Không? Dạ, cỡ đúng này rồi. Nhưng mà con lấy được có một chiếc chứ mấy. Dạ. Như này chú nói đó. Dạ. Kinh khủng. Đúng rồi các bạn, nếu mà các bạn còn nhớ trong cái video lần trước á, thì bà bón phở trên rừng khai thác á, con đã được đi lên rừng đó chú. Khi mà cái cây này nó có một cái đặc tính, đó là mấy chú gọi là khi nó sanh con là nó chết. Có nghĩa là cái nó nổ, nó trổ buồn ra hoa đậu trái là nó chết. Dạ. Lúc bà bón phở qua với các bạn chết. Thì nó không còn là hoa nữa mà nó đã thành trái rồi các bạn. Có những cái trái nó rớt xuống đất, các bạn thấy bà bón phở cầm rồi đúng không? Thì bà bón phở có bay flycam lên để quay cận cảnh cái trái cho các bạn xem á, nó đẹp không thể tưởng các bạn ha. Nhưng rất mà lắm. Khi mà cái hoa của cái cây buông này nó nở ra rất cái hoa rất nó màu đẹp gì chú ha? Màu trắng. Đó các bạn thấy chưa? Chúng ta vẫn còn chưa. Các bạn đừng có nói bà bón phở quay trở lại rừng nữa nha. Bà bón phở sợ lắm rồi đó. Bà bón phở vẫn còn đau, hai ngày vẫn còn đau người. Màu trắng đẹp lắm. Mà ngoài cái hoa nó đẹp mà nó còn có cái hình thù của cái cành đó chú, cái nó trổ buồn á, như các bạn thấy đó, cái đẹp hình thù lắm. Của nó mới tạo được cái vẻ đẹp không biết diễn tả sao, mà vẻ đẹp đó chỉ có rừng Hàm Tân thôi các bạn nha. Là đặc sản toàn của Việt Nam này Bình chỉ có rừng Hàm Tân thôi, hoặc là ở Campuchia. Bây giờ làm nguyên liệu này chú mua ở Miên về không nhỉ? À, nó nhập qua cửa khẩu qua lư của biên giới Bắc Ninh. Dạ rồi. Thôi các bạn ơi, nhanh đi nha, chứ không á mai mốt là không còn có cơ hội để đũa mà xài nữa đâu đó. Đúng không chú? Tại không biết được. Bởi vì Việt Nam mình cái nguồn nguyên liệu này là đợi ít nhất là cũng phải 20 năm nữa là dạ. Mới lấy được. 20 với năm cái, nữa. Cái rừng mà người ta bảo tồn, người ta trồng mới. Dạ. Ít nhất là 20 năm, với điều kiện là chúng ta phải có một cái sự đầu tư ngay từ bây giờ, chứ không phải là tự nhiên nữa. Đó. Rồi các bạn thấy không? Bây giờ là có quý giá. Rừng trồng không à, chứ không có rừng tự nhiên như hồi xưa đâu. Vậy hả chú? Rừng trồng thì mới có. Dạ. Nhưng mà được cái là chúng ta khai thác nó rất là nhiều, rất là lâu. Và nó khai thác được mấy chục năm luôn phải không chú ha? Nên nó cần diện tích rừng không, lớn. Không, diện tích phải thật lớn như hồi xưa cơ. Dạ. Là con khai thác mới lâu được. Dạ. Còn bây giờ là nhỏ lẻ nó chồm đóm ha. Dạ. Ít lắm.
Ví dụ như cái khu vực Đức Linh thì nó Tánh Linh thì nó nuôi được khoảng vài trăm hecta. Vài trăm hecta đó là gì? Thì con làm chừng, nếu mà đổ quân vô làm chừng khai thác chừng không đầy tháng, cỡ 10 bữa 20 bữa là xong, dứt điểm ngay. Rất là tiếc các bạn ha. Nếu mà chúng ta có một cái tầm nhìn, một cái quy hoạch tốt, một cái sản phẩm mà cao su thì có thể được bị cạnh tranh bởi nhiều quốc gia, nhưng những cái sản phẩm như thế này, lá buông hoặc là cây chè thì gần như là không bị cạnh tranh bởi bất cứ một quốc gia nào, chỉ có hoặc là có là Campuchia thôi. Cái cây buông này nó có cái lợi nhuận từ cây buông này cũng rất cao. Dạ. Nhiều lá của nó làm đồ thủ công ở nhà. Dạ. Mà trong khi là chúng ta có một cái lợi thế rất là lớn. Mình vượt trội hơn hẳn Campuchia trong cái lĩnh vực mà chế biến tới cái sản phẩm từ cây buông. Người Campuchia là gần như họ không biết luôn đó các bạn. Không biết. Rồi mà cả những nơi khác cũng vậy, người ta cũng không có biết cái chế biến những cái nguyên liệu như là cái người Hàm Tân Lai Di của bà bán phở đâu. Nó có rất là nhiều cái kinh nghiệm và cái bí quyết mà chỉ có người địa phương này mới biết. Nhưng mà đang những cái sản phẩm thì lại bà con ở đây không đang. Và những người Huế, người Bình Định, người miền Tây thì người ta lại đang lên những cái sản phẩm đó chúng ta xuất đi nhiều nước trên thế giới. Hy vọng là bà bán phở cũng sẽ làm những cái sản phẩm này, và một ngày nào đó không xa bà bán phở nghĩ rằng là chúng ta có thể bán những cái sản phẩm này trên Amazon với team của bà bán phở. Hãy đợi đó các bạn nha, bà bán phở nói ra để áp lực cho mình và phải thực hiện được. Cái đũa này nó có ưu thế cái là nó không có hút nước, con hiểu không? Oh. Liền dưới nước là nó chìm chứ không phải nó nổi như cây tre đâu nha. Ủa vậy hả chú? Ừ, liền nước là nó chìm. Cái tuổi thọ của nó xài là khoảng cái thời gian là nó rất dài, có nghĩa là con tái sử dụng rất nhiều lần, không mối mọt, không móc, không cong vênh. Ồ, tại vì nó tới 60 năm mà. Nó 60 năm. Khi mà nó đã đen như vậy rồi là xài vĩnh viễn, chỉ có là mất mới hao đũa xài thôi. Nó dễ cháy không chú? Tôi dùng người ta gấp lửa, gấp than. Rồi chơi lửa, gấp than vẫn được. Ủa? Vì cái đũa này là đũa đa năng mà. Hồi xưa ở trong rừng mấy cái ông mà giải phóng á, chứ bằng Việt Cộng miền Nam đó là hay sử dụng cái đũa này. Người ta gấp lửa là cũng gấp bằng cái đũa này, gấp than á. Dạ. Để lấy cơm á, cũng cháy. Nhưng mà sôi chín rồi á là mình gấp than, nhưng mà gấp than thì cắt tóc thôi chứ con đâu có ngâm lâu. Dạ, mà rồi. Nó cháy, hiểu dạ. Không cái lúc mà cắt tóc phải nhấc cái nồi khi mà mình đã nấu chín rồi á. Dạ. Mà không có cái miếng vải để mà mình tránh cái nóng của cái nồi đó. Ừ. Mình có thể kẹp hai chiếc đũa lại ở cái quai nồi, mình nhắc xuống vẫn được, không sợ gãy, không bởi gãy. Vì nó rất là chắc, không gãy. Con thấy nhỏ vậy chứ không gãy. Như vậy là nó nhỏ mà nó có vỏ rất là cao. Bởi vì nó 60 năm mà. Con nhắc lại một lần nữa, con rất là ấn tượng khi mà cái đôi đũa này, cái cây này nó 60 năm nó mới có thể lấy được làm đũa. Một điều vô cùng bất ngờ. Bây giờ đó là 40 năm đúng không? Dạ. Yeah. Con chưa lấy đũa được. Có đó. Ở bên kia có cây buông thì nhưng mà không lấy đũa được. Đó, các bạn thấy không? Bà bán phở càng tìm hiểu về cái lá buông này, bà bán phở gọi là thương nhớ lá buông. Nhưng mà bán phở đâu có ngờ đâu. Cây buông chưa? Dạ rồi ạ, con đi lên rừng hay cái cây buông luôn rồi ạ. Cái này là không tổng nào. Ô rất là đẹp. Không dầu. Không dầu nè. Wow! Trời ơi, rất là mộc mạc. Chỉ cần chà nhám là đẹp rồi, đâu có cần phải đánh dầu bóng làm chi. Đây đây chính là cái loại đũa mà bà bán phở sẽ bán cho các bạn nè. Đó, bà bán phở rất là thích mộc mạc thiên nhiên như thế này, không có thích bất cứ một hoa chất phụ gia nào đó. Nè, cái gì có dầu nè. Dạ, cảm ơn cô. Đây có dầu nè, các bạn thấy không, nó bóng hơn và nó đen hơn. Đây, đó các bạn nhìn nè, phân biệt cho nó dễ ha. Đó. Còn không dầu nó xấu bóng hơn, đen đúng hơn. Không? Không, nhưng đối với con là một người yêu thiên nhiên, con lại thích cái không dầu hơn. Mà con nghĩ là rất là nhiều người. Ai mà cùng xây bà bán phở hay là khách hàng của bà bán phở thì cũng sẽ thích cái này.